Ê, ở đây. Banh đâu rồi? Chơi banh đâu? Gặm với banh ra rủ má chơi mà giờ đâu rồi? Mất cái banh này hả? Thôi má đi vô nghe. Nghe. Má đi vô ha. Ừ. Mới đi làm về các bạn à, thấy hai cái hoa hồng đẹp quá, đứng đây mượn hai cái hoa hồng để giới thiệu bài nhạc luôn các bạn. À, ở một thư giãn cuối tuần ngày hôm nay đó các bạn, xin mời các bạn lắng nghe một nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Văn Phụng, đó là bài Suối Tóc. Xin mời các bạn lắng nghe nhạc phẩm này qua tiếng đàn Quốc Khánh. Các bạn coi hoa, cái hoa đẹp. Và kính chúc các bạn được một cuối tuần thật là an vui, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân nha các bạn nha.